Thầy Park nói luôn kết quả trận Việt Nam-Mông Cổ, cả châu Á ngỡ ngàng, người hâm mộ sung sướng. Hôm nay 19 tháng 9, môn bóng đá nam tại ASEAN 19 sẽ chính thức khởi tranh. Tâm điểm chú ý đó chính là trận đấu Olympic Việt Nam gặp Mông Cổ vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9 trên sân vận động Linping tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nếu giành được thắng lợi trước Olympic Mông Cổ, Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng. Do đó, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Theo vị huấn luyện viên Park Hang-seo, chiến thắng là điều chắc chắn cho Việt Nam. Tôi đã xem về các bảng đấu của đội tuyển Việt Nam và thật sự đây là một bảng đấu rất khó khi mà đối đầu với cả Iran và Ả Rập. Vì vậy, với ông Hoàng Anh Tuấn thì không được phép bỏ lỡ lấy điểm trước Mông Cổ. Tất nhiên, Mông Cổ hiện tại thì cũng không phải dễ bị bắt nạt, nhưng dù sao bóng đá Mông Cổ thì vẫn chưa thể so được với bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam sẽ thắng mà thôi. Tôi còn muốn Olympic Việt Nam thắng thật tập nữa. Chắc chắn trận đấu này thì tôi sẽ có mặt và cổ vũ. Có mặt tại Hàng Châu từ hôm ngày 16 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã gặp và khích lệ các cầu thủ Việt Nam ngay khi mà thầy trò ông Tuấn vừa xuống sân bay. Chứng kiến tình cảm cũng như nhận được sự quan tâm không khác gì lúc làm vị huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam. Báo chí châu Á đã ví von Olympic Việt Nam có hai vị huấn luyện viên tại giải đấu này. Ông Park Hang-seo đang theo dõi và làm điều bất bình thường với đội tuyển Olympic Việt Nam. Chính xác là ông ấy muốn giúp đỡ Việt Nam tại giải đấu này. Còn ASEAN Football thì ví von Olympic Việt Nam là đội bóng duy nhất có hai vị huấn luyện viên trong giải đấu năm nay. Trong khi đó, châu Á khó hiểu với hành động của ông Park thì người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra hết sức vui mừng. Không có ai như ông Park vẫn còn mê bóng đá Việt Nam. Nhìn ông Park cảm giác yên tâm hẳn. Quả thực đúng như thầy Park chia sẻ, thầy trò ông Tuấn buộc phải thắng và hơn nữa là phải thắng đậm. Chỉ có Mông Cổ trong bảng đấu này được xem là giới cơ so với thầy trò ông Tuấn. Còn đối với Saudi Arabia và Iran thì đều khó khăn. Cần nhớ Saudi Arabia là nhà đương kim vô địch của giải U23 châu Á, với Iran là đại diện Tây Á cũng đã từng 4 lần giành huy chương vàng ASEAN. Chính vì thế, trong ngày ra quân gặp Olympic, với chiến thắng, chúng ta sẽ có thể giải tỏa được tâm lý và có thuận lợi hơn trong việc đối đầu với hai đối thủ sau. Khi Olympic Saudi Arabia và Iran, họ đọ sức ở nhau trong lượt trận đầu tiên thì cũng sẽ thuận lợi cho ông Tuấn quan sát và nhìn nhận đối thủ. Một cái đích thiết thực nhất đó là một trong những tấm vé cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Môn bóng đá nam ASEAN 19 có 23 đội tuyển tham dự, chia vào 6 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất và nhì tại mỗi bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Vì vậy, vượt qua Mông Cổ, đoàn quân của ông Tuấn có thể là một trong 4 đội có hạng bạt thành tích tốt nhất. Lực lượng nòng cốt của Olympic Mông Cổ tham dự giải đấu năm nay là cầu thủ vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Tại sân chơi này, Mông Cổ đã hòa Lebanon 1-1, thua Saudi Arabia tỷ số 1-3 và thua Campuchia 1-2. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Mông Cổ đã chính thức chốt danh sách các cầu thủ tham dự ASEAN với sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên người Nhật Bản là Ichiro Osaka, gắn bó với đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Một trong số những cầu thủ được kỳ vọng đó chính là Philip Anderson. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Mông Cổ đứng thứ 183 thế giới so với vị trí 95 của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này đứng thấp hơn đến 88 bậc. Khoảng cách ấy cho thấy sự chênh lệch về chuyên môn của hai nền bóng đá khi mà bóng đá Việt Nam được đánh giá là vượt trội hơn hẳn. Vì thế, Olympic Việt Nam ở thế cờ trên so với đội tuyển Olympic Mông Cổ. Mặc dù đội tuyển Mông Cổ được đánh giá yếu nhất bảng, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định chưa bước vào trận đấu thì chưa thể đánh giá được điều gì. Chuyển sang, người Khánh Hòa đã liên tục có kết quả tốt trước đội tuyển Mông Cổ, cơ hội vòng 1/8 của Olympic Việt Nam sẽ lớn hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, lối chơi của Olympic Việt Nam tại ASEAN 19 cũng sẽ tương đồng với đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi sẽ kiểm soát bóng giống như đội tuyển Việt Nam bây giờ đang hướng tới. Tôi nghĩ cách chơi đó phù hợp với bóng đá Việt Nam và xét về thể chất thì cũng như là năng lực chuyên môn. Chỉ bằng cách đó người ta mới khắc phục được những điểm yếu về hình thể, ông Tuấn cũng đã chia sẻ. Các cầu thủ đang có một trạng thái tốt, sung sức và tinh thần thoải mái. Ngoài vấn đề chuyên môn thì chúng ta đang có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý từ các giải đấu cũng như là các cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á trở về trước. Chúng tôi chỉ xác định lại trạng thái và mục đích của các cầu thủ này với các cầu thủ khác. Ông Tuấn cho biết, cơ hội vào vòng 1/8 của đội tuyển Olympic Việt Nam càng lớn sau khi mà Syria và Afghanistan xin rút khỏi môn bóng đá nam ASEAN 19. Do hai đội rút khỏi bảng C nên chỉ còn Uzbekistan và Hồng Kông. Theo điều lệ của giải thì họ sẽ đi tiếp. Các đội bảng khác cũng sẽ hưởng lợi khi mà giảm một đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, thầy trò ông Tuấn chỉ cần thắng Mông Cổ và trong trường hợp có thể tạo nên bất ngờ trước Saudi hay là Iran, cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ rất cao. Trong khi đó, ở đội tuyển nữ của chúng ta, mục tiêu cao hơn
Theo đó, ông Mai Đức Chung đã tin đội tuyển Việt Nam có thể lặp lại thành tích vào bán kết. Tôi có niềm tin lặp lại thành tích vào bán kết và chúng tôi sẽ luôn cố gắng. Sáng nay, trong buổi gặp lãnh đạo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin hứa quyết tâm cao và thi đấu đầy nỗ lực để tiến sâu vào vòng trong. Tôi hy vọng truyền thông và người hâm mộ luôn ủng hộ chúng tôi. Ông Chung chia sẻ. Chiều 18 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập trước khi lên đường sang Trung Quốc. Đây là một trong những giải đấu quan trọng của thầy trò ông Mai Đức Chung trong 2023. Thành tích tốt nhất của đội đó chính là vào bán kết 2014. Trở về trước khi dừng bước tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ nghỉ ngơi một tuần rồi tập trung trở lại. Các cầu thủ có chuyến tập huấn 3 tuần tại Hải Phòng và thi đấu với một số đội bóng nam. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã chốt danh sách 22 cầu thủ. Trương Thị Kiều, Vũ Thị Hoa, Huỳnh Như không có tên. Trong đó, Huỳnh Như không về thi đấu do ở lại chinh chiến cùng với Lành FC. Hai người còn lại chưa bình phục chấn thương. Ông Mai Đức Chung đánh giá vai trò của Huỳnh Như, song ông cũng nói: là huấn luyện viên thì tôi luôn tích cực và chọn một đội hình riêng tốt nhất. Tôi tiếc khi mà Huỳnh Như vắng mặt, nhưng đây cũng là niềm vinh dự cho Huỳnh Như nói riêng và bóng đá nữ nói chung. Chúng ta đã có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và được câu lạc bộ nước ngoài giữ lại. Tôi ủng hộ việc này. Tôi sẽ có những thay đổi về vị trí, nhất là cầu thủ trẻ thì luôn được tạo điều kiện. Tôi mong các cầu thủ trẻ sẽ cố gắng hết sức khi vắng Huỳnh Như, ông cho biết. Ở ASEAN, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Ông Mai Đức Chung muốn các học trò không chủ quan và phải tôn trọng mọi đối thủ. Chúng tôi đã gặp đội tuyển Nhật Bản nhiều lần. Tôi nghe nói lần này họ mang đội U19 sang, nhưng trình độ của họ vẫn rất tốt. Đội tuyển Việt Nam, chúng ta vẫn đang thua kém rất nhiều. Chúng tôi đã từng thắng Nepal trong 2 lượt trận vòng loại Olympic. Tuy nhiên, chúng ta không vì thế mà chủ quan. Còn Bangladesh thì tôi đang yêu cầu phòng chuyên môn tìm kiếm thêm băng ghi hình để có thể nghiên cứu. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phát huy tinh thần như tại World Cup 2023 vừa rồi, tuyệt đối không chủ quan. Mục đích cuối cùng là cố gắng từng trận một tiến sâu nhất vào vòng trong, ông Mai Đức Chung trình bày. Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 9, đội tuyển sẽ ra quân thi đấu với đội tuyển nữ Nepal.